Trận đấu tâm điểm của UFC Fight Night 158 đã không khiến những người hâm mộ ngóng đợi và thất vọng. Justin Gaethje, tay đấm nổi tiếng bạo lực hiếu chiến, đã chứng minh được sức mạnh của mình trước võ sĩ kỳ cựu Donald Cowboy Cerrone. Justin Gaethje và Donald Cerrone đã cùng nhau tạo nên một trận đấu main card hấp dẫn cho sự kiện UFC Fight Night 158, hay còn gọi với tên khác là UFC Vancouver. Gaethje vốn được mệnh danh là tay đấm bạo lực nhất UFC với lối đánh thiên về cống hiến và đậm chất bán máu. Trong khi đó, Donald Cerrone lại có phong cách trái ngược, thiên về kiểm soát trận đấu giữ nhịp. Vốn lối đánh của Donald Cerrone chính là miếng mồi ưa thích của Gaethje, và trong trận đấu diễn ra sáng nay, The Highlight đã chứng minh được điều đó. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hai võ sĩ tung nhiều đòn đánh về phía nhau nhưng độ sát thương không cao. Ở hiệp 1, Cerrone là người đã chủ động tung ra nhiều đòn đấm hơn về đối thủ. Trong khi đó, Gaethje lại phòng thủ và rất bình tĩnh trong việc tung ra những pha phản đòn. Theo đánh giá, những cú đánh của Gaethje có sức nặng rất lớn. Khi hiệp 1 chỉ còn 1 phút, Cerrone chủ động dồn về phía trước bằng cách tung đòn đấm về đối thủ. Tuy nhiên, chỉ một thoáng sơ hở, Cerrone để Gaethje tung một cú đấm móc trúng đầu và quỳ xuống sàn, không bỏ lỡ cơ hội. Gaethje lao lên đóng đinh nhiều phát lên Cerrone. Trọng tài ngay lập tức tuyên bố Gaethje là giành chiến thắng bằng TKO ở 4 phút 18 giây. Cowboy Cerrone với trận thua này đang trải qua 2 trận thua liên tiếp. Trước đó là trận thua trước Tony Ferguson, tay đấm 37 tuổi rõ ràng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ở phía ngược lại, với chiến thắng này, Gaethje đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng KO liên tiếp. Justin Gaethje vẫn đang là một kẻ thách thức đầy tiềm năng trong tương lai. Sau những trận đấu ấn tượng vừa rồi, một đối thủ lớn hơn có thể sẽ đến với Gaethje trong thời gian tới. Đó có thể là Conor McGregor, hoặc cũng có thể là trận tái đấu với Dustin Poirier. Biết đâu nếu giành thêm một chiến thắng nữa, Gaethje có thể đường hoàng đến với trận tranh đai vô địch.